Thưa quý vị, 60 học viên là các phóng viên, biên tập viên, chi hội báo đài, văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, cán bộ, công chức, viên chức và nhân viên truyền thông các sở ban ngành, các đơn vị lực lượng vũ trang, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao tỉnh, Trung tâm văn hóa thông tin và thể thao các huyện, thị xã, thành phố đã tham dự lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí trong môi trường số do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức. Diễn ra trong 2 ngày 8 và 9 tháng 7, học viên tham gia lớp bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí trong môi trường số được Tiến sĩ Võ Thế Uy Trấn, Tiến sĩ báo chí học, Học viện báo chí tuyên truyền, chia sẻ những kỹ năng tác nghiệp báo chí trong môi trường số, kỹ năng sử dụng mạng xã hội phục vụ tác nghiệp báo chí, một số kỹ năng bổ trợ nghiệp vụ báo chí.